Xin chào các bác, hàng lại về chất thành đống đây. Tôi lại quay luôn giới thiệu các bác cho nó nóng. Và rất nhiều các bác thời gian vừa rồi đã hỏi tôi là có loa karaoke của Nhật không, hoặc là loa karaoke mà nó loại vừa tiền. Thì lâu rồi tôi mới có một lô loa này. Đây là một lô karaoke của B&B và của Pioneer và hai đôi của loa Anh Quốc, dạng vừa tiền, bát cũng bát 20 tất nhưng mà công suất của loa nó vừa thì nó hợp đánh những cái âm ly công suất nhỏ. Và tiện đây tôi đang có hai con âm ly live của Hàn Quốc, hàng xịn 100%, thì tôi ghép luôn và các bác nghe thử. Trước mắt các bác là 6 đôi loa, một đôi loa Pioneer ở trên cùng. Đây Ekang đây, đôi này có mã là V21, trước tôi đã bán một đôi rồi. Đôi tôi bán với giá cực kỳ mềm 4 triệu, còn BMB này bán giá 4,2 triệu đồng. Loa Anh Quốc kia bán với giá 4 triệu đồng. Anh Quốc này là mã 2180 và 2180 và 2080 cũng đồng giá hết. Nghĩa là Pioneer bán giá 4 triệu, BMB bán giá là 4,2, loa Anh Quốc bán giá 4 triệu bằng giá của Pioneer. Chỉ có một đôi loa Pioneer thôi các bạn, còn lại là có 4 đôi của BMB, có mã là XR21X. Để tôi quay mặt sau này. Loa này, loa Pioneer và loa BMB này thì đều sản xuất tại Nhật hết, hàng zin 100%. Loa Pioneer đây, đây là công suất để ngược CS210, công suất 150W, trở kháng 6 ohm nhé. Còn đây là đôi BMB X20R, đôi này tôi cũng đang bán đây, sản xuất tại Nhật Bản. Trước thì không nhớ nhầm mà tôi bán 4,5 triệu hay 4,2 triệu, bây giờ tôi cũng vẫn để 4,2 triệu các bác mua. Loa còn rất khá đẹp đấy các bạn, loa bãi như này là còn khá đẹp luôn, mới. Đôi nào cũng vừa đẹp như nhau, nghĩa dao động từ 4 triệu đến 4,2 triệu một đôi. Pioneer bằng giá loa Anh, để giá cực kỳ mềm cho các bác mua. Âm ly thì âm ly bán với giá 3,5 triệu đồng một âm ly chính hãng. Âm ly này nói luôn các bác, âm ly nhiều âm ly trên thị trường xanh xét với con âm ly này. Âm ly này vừa hay vừa chính hãng, vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke. Mic hát thì nó để đằng sau các bác nhá. Đây là đường vào âm thanh. Đây, công suất của âm ly là 650W, điện 210V, hàng xịn của Hàn Quốc. Hãng Lai này thì nó ít phổ biến ở Việt Nam, nó có bán nhiều ở Việt Nam nhưng mà nó không thông dụng như là hãng Jaguar. Jaguar thì nói luôn là hàng nhái rất nhiều, như Lai này thì nó không có đâu. Âm ly cực kỳ nặng, công suất lớn, nó đánh thừa sức đôi loa này các bác nhá. Đôi loa này không đủ nhiệt để đánh âm ly đâu, nếu mà mở to hết cỡ loa cháy ngay. Nhưng mà nếu mà cái loa Anh Quốc 3910 tôi đã từng bán thì những cái âm ly này thì không thể tải được cái đôi loa đấy vì nó gấu quá. Nhưng những đôi loa này thì nó rất là vừa sức với lại cái âm ly này. Đây tôi đang đấu với một con âm ly dưới. Âm ly này thì nó có hai đời, một đời là sò sắt, một đời sò than. Con phía dưới là đang là đánh sò than, con trên sò sắt. Cùng công suất cả thôi, mã là PA2200. Đây nó âm ly này nó ngược so với âm ly Jaguar một chút. Hàng trên cùng vẫn là hàng chỉnh của mic, có nghĩa là tín hiệu mic, bass chép rồi mid. Đây hàng trên cùng. Còn hàng này là Eco. Nó vẫn cấu tạo các hàng giống nhau, như đây nó để chữ Hàn, tôi vừa nghiên cứu qua rồi. Còn đây là hàng tín hiệu âm thanh nhạc cho vào, nhạc nền giả sử từ đầu đĩa ấy. Đây này, đây là nút volume. Đây nút là loa trái loa phải này. Còn đây là nút chỉnh âm bát. Âm bát này để phía trong cùng, trong âm trung, âm tép ở ngoài cùng. Có nghĩa nó ngược so với âm ly Jaguar. Hoặc âm ly hãng khác nó hay để là bát xong đến tép, như đây nó để ngược lại nhá. Đây là volume nút đỏ, bên này thì cũng thế. Đây là nút volume tổng này. Đây nút bát tổng, đây nút âm mid tổng, đây nút tép tổng. Nghĩa để ngược lại. Âm ly này hàng xịn luôn, bao gì bán giá 3,5 triệu. Còn các đôi loa kia giá mấy tôi đã nói rồi, giá cực kỳ mềm cho các bác thường dùng luôn. Nghe nhạc của hát karaoke thì biết chê rồi, bởi vì loa này nó là bát nhỏ và một tép. Cái đôi loa này nói luôn các bác là nó sản xuất ra mục đích hát karaoke nhưng mà chất lượng âm thanh để nghe nhạc thì cực kỳ hay luôn, mà giá này rất là mềm vừa phải.
4 triệu các bác mua ở ngoài thị trường rất nhiều loa tàu. Nhưng nếu mà các bác biết loa này mua thì nói luôn các bác không phải hàng, tôi nói cho hay mà nó đáng đồng tiền bát gạo luôn. Tôi mở nhạc to các bác nghe nhá. Phải nói là cái bộ này nói luôn các bác giá cực kỳ mềm, nếu mà cộng giá vào nó chất âm, chất giá trị của bộ này nó vượt xa với giá tiền. Loa 4 triệu 2, âm ly 3 triệu rưỡi, tổng ra là chưa đầy 8 triệu mà được một bộ âm thanh rất hay luôn. Bát ra bát, tép ra tép, tép cực sáng luôn. Nó chỉ rẻ như một bộ dàn chung, bộ dàn chung Sony và hàng MD tôi đã bán 8-10 triệu, 12 triệu. Nó luôn là đáng đồng tiền bát gạo, chất lượng vượt xa so với giá trị thực. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 triệu 1 đến 2 triệu tầm 2 triệu đi. Tôi cho tài số tài khoản nếu các bác ở xa thì tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Hàng đương nhiên là các bác sử dụng dịch vụ vận chuyển thì đương nhiên là mình phải chịu phí vận chuyển rồi, đấy là chuyện đương nhiên. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Nói luôn là hàng này có số lượng, chỉ có số lượng, không có nhiều đâu. Các bác nào có nhu cầu thì bốc ngay, chứ còn không thì người khác mua hết. Chứ không phải là cái loa này tôi đăng lên thì rất nhiều người có nhu cầu mua. Nếu ai có nhu cầu thì đặt cọc tiền tôi thôi. Vâng, xin cảm ơn. Trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Xin chào, hẹn gặp lại.